Dạ con chào ông, con tên là Thùy Linh, con có một số câu hỏi con muốn hỏi ông. Rồi, con hỏi. Dạ thưa ông, tín ngưỡng là sao thưa ông? Tín là tin, ngưỡng là ngưỡng mộ. Mình tin cái gì mình ngưỡng mộ cái đó gọi là tín ngưỡng, hiểu không? Rồi, trả ngắn gọn vậy thôi. Hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2, thưa ông, đạo giáo là gì thưa ông? Đạo là con đường, giáo là lời dạy. Lời dạy của ông đó đi trên con đường đó đó gọi là đạo giáo, thấy không? Thí dụ người ta gọi là đạo Phật, đạo là đường, Phật lời của ông Phật dạy, ông Phật dạy đi sáu nẻo luân hồi và một con đường trở về Phật giới gọi là đạo Phật, thấy không? Ông dạy đi mà sáu con đường đi lên trời xuống địa ngục làm súc sanh địa ngục, sáu con đường và con đường trở về Phật giới gọi là đạo Phật. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ thưa ông, một tôn giáo hay một đạo giáo như thế nào mới gọi là văn minh thưa ông? Tất cả gì tôn giáo, đạo giáo gì, tín ngưỡng gì còn phải chứng minh bằng khoa học thì mới gọi là văn minh. Còn mà con không chứng minh được khoa học mù mờ gọi là mê tín. Đơn giản vậy thôi. Rồi, hiểu không? Cũng hiểu, hỏi tiếp. Dạ, thưa ông, người sống vào thời kỳ văn minh nguyên tử 4.0, tổ chức đạo như thế nào mới đúng thời văn minh nguyên tử 4.0 thưa ông? Thời văn minh nguyên tử 4.0 tổ chức đạo hay là cái gì cũng vậy, phải bằng khoa học, bằng thực tế, chứng minh được thì mới là gọi là đạo văn minh. Còn nói mà ta hỏi đứng cứng ngắc là không có văn minh, là đạo tưởng tượng. Nếu mà người ta hỏi mình á, ví dụ mà người ta hỏi ông lập ra cái đạo, người ta hỏi cho hỏi tự do đó, hoặc cái gì hỏi cũng được hết thì gọi là văn minh. Còn hỏi mà hỏi có chút xíu đứng cứng họng thì thôi không có văn minh, gọi là ông tưởng ra, tại là tôi hỏi ông mới bị cứng vậy thôi, thấy không? Chứ nếu mà không tưởng bằng chân thật là cái gì cũng được hết. Giống như con người mở con mắt ra rồi đó, tôi cho hỏi cảnh xung quanh ông tôi nói được hết, nhưng mà cái ông nhắm mắt rồi đó, ông học được cái gì thì ông trả lời cái đấy. Chứ mà ông nhắm mắt rồi tôi hỏi cái mà ông chưa học là ông không hiểu, hiểu vậy không? Bởi vì thời văn minh đó vậy đó, cái gì trả lời cũng được hết là mới gọi là con người văn minh. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, đạo cúng đến đời văn minh 4.0 này có còn tồn tại được không thưa ông? Đạo cúng này đó, nó tồn tại là không, là do con người. 4.0 không ai cúng thì đạo nó tiêu, nó tiêu. Còn đời văn minh mà ví dụ 100 người nó cúng, nó bỏ cúng 70 thì còn 30 là do con người, tồn tại là không do con người. Mà cái con người này muốn muốn mà cái tồn tại là do cái kiến thức của con người đó. Với con người ta hoàn chỉnh về kiến thức về vật lý rồi đó thì người ta không cúng. Còn người ta còn mù mờ về kiến thức vật lý thì bắt buộc người ta phải cúng. Nếu người ta không hiểu mà bị cái chuyện này nó mấy ngàn năm rồi nó để lại, nó tồn tại mà trong cái tiềm thức người ta nó còn trong đó, nó không thể phá vỡ được. Tùy theo người nào mà có kiến thức khoa học thì hoàn toàn đạo cúng mất. Còn nếu mà chưa không có đủ kiến thức khoa học thì đạo cúng vẫn còn, là cái do cái con người. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, Đức Lục Tổ Huệ Năng tại sao cấm các môn đồ ngồi thiền thưa ông? Ông biết là ngồi thiền điên, ông cấm như thế. Mấy đồng đồ bây giờ hỏi vậy chơi đi, mà ông nói á, nếu mà ngồi thiền để thành cái gì không ai không, băng đồ không không trả lời nó rơi thành Phật. Thì ông đem mấy câu chuyện của Tổ Bồ Đề Đạt Ma lấy đá mài gương mờ thành gương. Thì mấy ông kia ông hỏi chứ đá làm sao mà thành gương được, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói mấy ông ngồi thiền sao thành Phật được. Hai ông này cãi qua cái lỗ thua Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì thế bọn tổ Huệ Năng đó, mày ngồi mày điên, sao tao đập mày để cho mày đừng đừng có điên, chứ không phải gì, chứ không phải cấm ngồi thiền. Mày muốn ngồi thiền ra gốc cây mày ngồi, còn ngồi trước mặt tao tao đập. Vì ngồi thiền để chi? Con ngồi thiền thì chắc chắn thì bị thánh nhập. Thánh nhập rồi nó làm tầm bậy bạ, nó mày điên. Vậy thấy không? Có nhiều người giờ ngồi thiền rồi nói tầm bậy bạ, nói trên trời đó người ta nói ô mày khùng, mày điên, nói tầm bậy. Không điên là gì?
Thế không? Vì thế mà lục tổ Huệ Năng cấm tuyệt đối không cho ngồi thiền. Vì thế mà chứng minh rằng 36 vị tổ thiền tông không ông nào ngồi hết, mà ta gọi là tổ. Không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này, nếu ngồi thì thành công, mà ngồi, còn nếu mà không ngồi muốn thành Phật thì phải làm cái đi bằng công thức của nó, chứ không phải đi bằng cái cách ngồi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ thưa ông, trong quyển 13 Đức Phật đã dạy trị bệnh tâm có 6 phần, nhưng trong sách lại mất phần thứ tư. Vậy ông cho con hỏi phần thứ tư trị tâm là gì thưa ông? Thế này, cái truyền tâm là mấy cái ông tổ, mấy cái ông mà bắt trước gọi là truyền tâm ấn, đúng không? Trong sự thật là nó không phải truyền tâm mà gọi là ấn tâm, là có là ấn, là anh đã hiểu cái tâm này, này là hiểu thôi chứ không phải là ấn. Nhưng mà cái thiền tông nó là bỏ luôn cái ấn tâm, nó đưa lại là cái truyền thiền tông. Truyền thiền, cái truyền thiền là cái hiểu được cái năm phần của cái đạo Phật đó, thì ta gọi là truyền thiền. Tất cả những gì trong đạo Phật nó năm phần mà cái gì cũng giải mã được tới nơi tới chốn thì ta mới truyền cho mình, gọi là truyền thiền. Đó. Nhưng mà cái truyền thiền này á, các tổ thì mới kiến tánh, còn tới bây giờ chỉ hiểu căn bản thôi chứ không có kiến tánh bằng ông tổ. Nhưng mà kiến tánh, không kiến tánh nhưng mà về Phật giới được. À, mà về Phật giới rồi thì mặc tình mình hiểu, khỏi cần ai dạy mình hết rồi. Cái gì cũng biết hết, để là sống bằng tánh Phật mà. Tánh Phật thì thấy gì cũng biết hết. Đó, thành và thì cái chuyện mà hồi xưa ta nói ấn tâm với truyền tâm ấn nó khác. Truyền tâm ấn đây là mấy cái ông bịa ra ông làm thôi, chứ Đức Phật đâu có dạy mà ấn tâm truyền tâm gì đâu. Mà ông Phật đó kêu bằng có ấn chứng là được kiến tánh, thấy không? Con ông kiến tánh tôi sẽ truyền cho ông được, thấy không? Cái gì kiến tánh này là nó rất sâu chứ không phải đơn giản đâu, thấy không? Ở đây chỉ nói là nó bên ngoài thôi chứ kiến tánh rất sâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn ông, con đã hết câu hỏi. Rồi cảm ơn con hỏi.